Đơn hàng tăng trở lại, xuất khẩu tôm có thể đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu tôm đứng trước nhiều cơ hội, sau thời gian đối diện với tình hình ảm đạm, hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam đang dần hồi phục với lượng đơn đặt hàng từ các nhà nhập khẩu tăng trở lại, bên cạnh đó, các hợp đồng với giá trị lớn cũng được ký kết, chủ yếu từ các nhà nhập khẩu như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, VASEP, nhận định có 3 yếu tố tích cực tác động đến xuất khẩu tôm, một là hàng tồn kho tại các thị trường nhập khẩu giảm do lạm phát hạ nhiệt. Hai là nhu cầu đặt hàng tăng nhằm phục vụ mùa lễ hội cuối năm và cuối cùng là nguồn cung ổn định khi các nước như Ecuador, Malaysia. Kết thúc thu hoạch tôm chính vụ, trước tín hiệu tích cực từ thị trường, khả năng cung ứng ổn định của doanh nghiệp và xét dự báo, tuy không đạt kim ngạch như năm trước, nhưng xuất khẩu tôm năm nay có thể đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ về bằng mức trước dịch duy trì sản xuất chờ thị trường hồi phục yếu tố tích cực đã có nhưng chủ động vẫn được xem là giải pháp hiệu quả nhất trong lúc này từ doanh nghiệp cho đến người nuôi bởi chỉ có chủ động mới có thể duy trì sản xuất chờ thị trường hồi phục doanh nghiệp áp dụng nhiều giải pháp để tồn tại như cắt giảm chi phí không cần thiết sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả cũng như tăng năng suất lao động ông võ văn phục tổng giám đốc công ty cổ phần thủy sản sạch việt nam cho biết đó là với doanh nghiệp còn nông dân lại có cách khác để duy trì sản xuất. Tôm ở ao đạt 27 con 1 kg và đang được tiếp tục nuôi về sai lớn để chờ giá. Trong giai đoạn hiện nay, sử dụng thuốc ít, tập trung vấn đề nước. Nước phải thay liên tục, có thể ngày thay hai lần vì thức ăn nhiều. Ông Tạ Hoàng Nhiệm, Giám đốc Hợp tác xã Tôm Công nghệ Cao Đông Hải, Bạc Liêu, chia sẻ. Các chuyên gia nông nghiệp cho rằng để vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay, người nuôi cần kéo tôm về size giờ lớn và giảm tối đa giá thành, giải pháp chủ động đã có, nhưng căn cơ vẫn là tháo gỡ khó khăn hiện tại. Chính vì vậy, gói tín dụng 15.000 tỷ đồng vừa được chính phủ ban hành sẽ là trợ lực cho ngành hàng này, nhà nước hỗ trợ nguồn vốn đó thì bà con đầu tư nuôi lại vụ mới để đón giá thị trường cuối năm, anh Tạ Văn Hùng, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Mong rằng gói tín dụng 15.000 tỷ sớm được người dân tiếp cận và được triển khai một cách hiệu quả ông phạm văn thiều chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu nói các hộ nuôi các hợp tác xã liên quan đến tài sản đảm bảo công cụ đánh giá rủi ro của ngân hàng thì bớt đi thì họ mới có thể tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng ông nguyễn hoài nam phó tổng thư ký hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam nhận định theo các doanh nghiệp chế biến tông xuất khẩu việt nam vẫn còn lợi thế về hàng giá trị gia tăng với sức tiêu thụ khá tốt cùng với đó là thực hiện tốt giải pháp về hạ giá thành áp dụng khoa học công nghệ có như vậy những mắt xích quan trọng của cả ngành hàng mới có thể trụ lại và chờ thị trường